thưa các sư con muốn hỏi làm sao để luyện được cách im lặng giả sử khi đã quá chán ngán thế sự ngoài những lúc sinh hoạt tối cần thiết ra thì con đeo khóa mỏm bịt mắt bịt tai để chuyên tâm tu hành được không tức là biết tự chủ yếu nên phải dùng công cụ hỗ trợ để tu hành không rõ việc này có bị cấm không à, đầu tiên là sư dẫn luật nha À, khi mà đức thế tôn hỏi một nhóm các vị tỳ kheo là các ông ở đó có yên ổn hay không các vị này nói là bạch thế tôn tụi con sống rất yên ổn đức phật hỏi là ông đã sống như thế nào yên ổn các vị này mới nói là à, chúng con ở với nhau là chúng con không có nói năng gì hết tức là giữ im lặng tuyệt đối nếu như cần cái gì tụi con chỉ ra giấu thôi thì đức thế tôn mới nói đây là những kẻ ngu họ tưởng họ làm như vậy là họ được an lạc nhưng đó là cách hành xử của những kẻ ngu và thế tôn ra quy định là nghiêm cấm chư tỳ kheo từ giờ trở đi hành xử như những người câm tức là à, mình có thể um, hạn chế ít nói nhưng mình không phải kiểu mình làm như sống như cái người câm nhớ dùm trong tăng chi bộ kinh cái người ít nói và người nói nhiều nó không phải ở cái chuyện quý vị có mở miệng ra hay không mà như thế này cái người nói nhiều á là người nói không có nói theo chánh pháp chỉ cần họ nói bậy thôi nói một câu cũng là nhiều họ nói dối nói đâm thọc nói vô ích thì dù chỉ một câu cũng là nhiều mà một người á, mở miệng ra nói chánh pháp thì họ nói xin thưa nha, ở này cái ở trong kinh và chú giải họ nói chọn cả một đại kiếp tức là mở miệng ra từ lúc mà sống cho tới lúc mà chết tắt thở cũng không được coi là nói nhiều thành ra ở đây đó mình phải phân biệt được cái nói có trí tuệ và cái nói không có trí tuệ bây giờ nếu quý vị muốn học im lặng đúng không thì xin thưa muốn học im lặng thì quý vị phải học mở miệng trước muốn học ngậm miệng lại thì phải học mở miệng ra trước trong tăng chi bộ kinh chương năm pháp đức thế tôn nói uh, khi mà một bậc ký mở miệng ra mà nói có năm điều mà quý vị học với sự nhiều quý vị biết rồi năm điều kiện gì thứ nhất đúng sự thật thứ hai có lợi ích thứ ba đúng thời điểm thứ tư có sự suy tư, biết lựa lời mà nói. Và thứ năm, nói bằng từ tâm. Khi mình biết mở miệng ra, thì chỉ cần những cái gì mình mở miệng ra không bằng năm điều kiện này, thì mình ngậm miệng lại. Đơn giản như vậy thôi. Đấy, cho nên muốn học cách im lặng, thì hãy học cách nói chuyện. Đấy, khi mình không thể nói chuyện được bằng năm điều kiện trên, thì mình im lặng và sẵn đây xin nhắc luôn ở trong thông qua cái vụ là một cái cô rất là nổi tiếng mà cổ vừa bị bắt vì cái vụ cổ nói nhiều <laughs> thì ở trong tăng chi bộ kinh có nhắc đến những cái hậu quả mà quý vị có thể học để quý vị ghi nhớ để quý vị nhờ như vậy học được cách im lặng ừ. à, thứ nhất cái hậu quả đầu tiên là mình nói nhiều á mà nói tầm bậy á, à, nói không có đúng năm cái điều kiện trên á, sớm muộn gì mình cũng nói sai sự thật. Sớm muộn cũng nói sai sự thật thôi. Tại vì thêm mắm giảm muối mà. Cái thứ hai đó là sớm muộn gì mình cũng gây ra xung đột. Có gì thấy không? Thưa kiện kiện tụng đôi chối đủ thứ trên trời dưới đất. Sớm muộn gì cũng đưa đến sự xung đột. Và cái thứ ba là sớm muộn gì cũng đưa đến sự tổn thương người khác. Nha. Rồi chuốt hiềm hận. Không thấy ai thương hết trơn á. Mà cái người thương chắc cũng có. Mà cái người hận thì cũng không thiếu. Đấy. Sớm muộn gì cũng chuốt hiềm hận do lời nói của mình làm tổn thương người khác. Và cái thứ tư là mình nói nhiều thì sớm muộn cũng nói bậy. Mình nói bậy ở đây nghĩa là gì? Nói phím luận tức là cái lời nói không đưa đến sự tu tập không đưa đến sự giải thoát thì đó là nói bậy nói nhiều kiểu gì cũng nói bậy thôi và cuối cùng cái khẩu nghiệp bất thiện thì sớm muộn gì cũng phải lãnh hậu quả đã quý vị thấy rồi à, chuyện ngay trước mắt đấy khẩu nghiệp bất thiện sớm muộn gì cũng lãnh hậu quả mà đó nó có những cái hậu quả sao thứ nhất là bị pháp luật trừng trị. Thứ hai là bị tiến đời chê trách. Thứ ba là bị cắn rất đương tâm và thứ tư là quả báo cho đời sau kiếp khác. Thành ra à, cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình và như sư nói ừ, muốn học ngậm miệng lại thì hãy học mở miệng ra và nếu gì đã học được mở miệng ra thì quý vị sẽ học được ngậm miệng lại. nên nói sao lỗ nói hết rồi còn <laughs> đây á được bị hiểu lầm là cái là gì im lặng là gì vừa hổm sẽ có nói im lặng im lặng ở đây đó quý vị biết nín đúng chỗ chứ không phải là bắt tối ngày không cho nói mình biết nín đúng chỗ vừa hổm sẽ có nói rồi là trong cái cuộc nói chuyện mà thấy có mùi thuốc súng là im chứ không phải là mình im tối ngày không cho nói có ông kia ông im lặng á, ở trên phước sơn tôi tới cái phát hiện cái ông đó ông ông đi tỉnh khẩu á đi ngang gặp ông ta chào cũng không trả lời hỏi ăn cơm chưa cũng trả lời cái đó là tầm bậy hết sức cho tào lao rồi tới chừng ông ông hết phát hiện 7 bảy ngày là ông nói những cái gì luôn nó dồn đó rồi bắt đầu ông chia sẻ ông ngọn ai cũng chia sẻ cái pháp ông hạnh ông hành ông ông cho ra nó nó vô phượng là là tào lao nha còn á ở đây á mình để ý nè ví dụ như bây giờ trong công viên này trên cái ghế công viên có hai cặp uh, uh, tình nhân đang nói chuyện cái con người lại xem vô mình đi chỗ khác cái thằng nhiều chuyện nhiều chuyện ở đây là không đúng lúc không đúng chỗ không đúng thời điểm chứ không phải nhiều chuyện ở đây là nói nhiều chữ nói nhiều tiếng nói nhiều giờ một vị pháp sư lên pháp tòa thuyết pháp hai tiếng đồng hồ không lẽ là nhiều chuyện nhiều chuyện ở đây là cái chuyện nó không đúng hai bà ngồi nấu với bạn về chuyện trời biển nước anh nước mỹ mới nhiều chuyện chứ hai bà ngồi ngồi nói với nhau cách chỉ có cách nào chỉ tôi dạy con tôi con tôi sao thôi thế chị dạy con chị hay quá nó lễ phép lịch là... sự cái đó không phải nhiều chuyện tại vì cái đó nó câu hỏi một cái cái bàn luận nó đem lại lợi ích còn một cái ngồi nó phù phiếm nó khác và khi ngồi nói nó gây ra cái sự thuốc súng cái mùi thuốc súng thì mình phải biết ra mình nên nín mình, mình nín ở đây bài cho quý vị một cái phương pháp là để mình biết đường mình kiềm chế cái sự nói nếu mình là người nói nhiều thưa quý vị chúng tôi là một người cực kỳ nói nhiều tôi nói nhiều dữ lắm thì xưa nói nhiều mà trong đám đông vậy đó trong nhiều người ví dụ đi uống cà phê này mình đi uống cà phê với năm bảy người huynh bạn bè mình anh em bạn bè mình nam nữ thì mình phải canh me một thằng chất lượng ở trong đám một hay là một cô nào đó một chị nào đó có nghĩa là người ta chuẩn mực trong cái lời nói mình canh mình mình giao ông này nói 10 tiếng mình mới được nói một tiếng thì như vậy mình canh me cái người đó thì thì mình sẽ ít nói lại còn ông nói một tiếng mình nói 3 tiếng là xong rồi mình canh me là mình cho ông đó ông nói nhiều mình thấy là ông nói hơi nhiều rồi bắt đầu mình mới nói thì cái người chuẩn mực trong lời nói trong cái cái nhóm mình đó thì khi đó cái người đó họ sẽ tiết chế trong cái lời nói rất là hay rồi họ có cái bản năng à nó họ nói giống như họ tự họ vào họ được như vậy rồi không cần tập thì mình phải canh là mình nói ít hơn ông đó nữa là mình là mình ok còn mà mà cái ông đã tiết chế rồi đó mình thấy trong nhóm sẽ có cái người như vậy họ luôn luôn ít nói họ dằn lại họ không nói thường thường á quý vị biết không ai nói vấn đề gì tới vấn đề nào mà mình gọi là tâm đắc của mình đó, là mình tuôn ra bắt đầu mình dành tay mình nói luôn à từ bị hoài khi ấy khi ấy mình sẽ canh cái người nào mình nhìn mình sẽ biết ngay là họ rất là kiệm lời thì mình phải canh me họ đó mình cắt một nửa tức là mình nói ít hơn làm sao mình phải nói ít hơn đó nữa và đồng thời trước khi bước vô quán cà phê trước khi ngồi vô cái ghế là mình nhắc trong bụng rồi nói ít lại nha nói ít lại nha đừng có nói nhiều đừng có nói nhiều Nhắc trước vậy là, là mình phòng thủ ít nhất mình cũng thủ được 5 10 phút. Sao mình quên thì nó ít nhất mình được 10 phút đúng không? Mình nhắc mình trước là nín nghe à, nín nghe à, đừng có nói, đừng có nói thì ít nhất mình mình thủ mình cũng được 5 phút 10 phút mình nín. Chứ không phải là vô là mình chơi ào ào. Rồi. Đó là mình luyện để mình im lặng. Con á mình im lặng là sao? Nó có hai trường hợp. Thứ nhất là mình đã quá nản gì cái miệng của mình nó làm nhiều người mít lòng rồi nó làm cho mình mệt rồi nó làm cho phát sinh nhiều cái chuyện phiền não mình thấy cho do cái miệng mình không tự nhiên mình nản cái thứ hai là do cái trí tuệ nó tự nhiên ở đây nè nó vô là mình phải biết tự nhiên nó thấy được à, cái này thôi nó để người ta nói và đó trong câu chuyện á quý vị đừng có tỏ ra mình hiểu biết là chắc chắn vì nó ít tôi nói đảm bảo là mình im luôn à được có chừng nào đó mình phải làm sao cái lời nói mình khi mình mở miệng ra mình nói cái lời đó thì cái lời đó nó có giá trị ai cũng ghi nhận nhưng mà mình nói nhiều mà người ta coi không ra gì ta coi những cái lời đó nó rất là rẻ thì không nên nói hoài nói nhiều tới chừng mình có một cái câu nó rất là hay nhưng mà mình muốn nói người ta lại không cho không ai công nhận là tại vì mình nói quá Nói là rượu lạc cũng lắm cũng sai à, người khôn nói lắm vô hay cũng nhàm cho nên đây á, im lặng á, rồi mình tiết chế bớt chứ không phải là mình không cho nói nhưng mà mình nếu mình có tật nói nhiều thì mình phải tập mình canh me đó ví dụ bốn người nói là dụ như bốn người ngồi trong quán cà phê đi thì một người phải ăn tiếng hồ ngồi nói chuyện thì người phải 25 phút đúng không mình dành mình nói hết bốn phút rồi còn gì người ta thì mình phải thân chia ra mình phải phân chia ra. đồng thời trong câu chuyện thứ nhất nè mình đừng có phô bài cái hiểu biết của mình là chắc chắn mình sẽ nói ít và đồng thời mình đặt câu hỏi mình khiều cho những người bạn xung quanh mình nói thì mình sẽ nói ít đi và họ sẽ tạo thành người nói nhiều và mình sẽ tiết chế được mình sẽ tiết chế được cái sự nói nhiều cái, cái thì mình sẽ im lặng được tại vì khi mà quý vị ngồi mà quý vị nói chuyện với người khác đó mà quý vị phô bài cái hiểu biết là quý vị nói tới sáng người ta nói cái gì mình hiểu người ta nói chiến tranh anh mỹ chiến tranh ukraine nhật mình nói đúng nói sai thì mình cũng phô hết mình cũng quất hết là thua mình cứ nín cho họ nói hết đi rồi trang vô một câu thôi mà câu đó phải chất lượng mình đánh cho ngay trọng tâm cái là ai vừa người ta vừa nãy mình đây là cái kinh nghiệm. Người ta vừa nãy mình mà người ta coi trọng mình. Mà mình không phải dính cái chuyện nói nhiều nữa. Ngoài những lúc sinh hoạt tối không cần thiết. Thì nó đeo quá mỏm chị. <laughs> yeah.